Một tay chỉ xuống đất không? Có biết không? Ai ai biết giơ tay lên. Rồi mời con lên đây. Chịu microphone xuống. À, bên góc rồi ai ai biết giơ tay lên. Dạ thưa thầy, tay chỉ lên trời là tượng trưng cho bầu trời, còn tay chỉ xuống đất là tượng trưng cho mặt đất. Chết quốc luôn. Chỉ lên trời đó và chỉ xuống đất á là hình ảnh mô tả rằng đó trên cõi trời cũng như là trên mặt đất á, Đức Phật á là số một. Rồi mời con lên đây, mời con bước lên đây, con bước lên đây, bước lên đây. Dạ. Không nào, mời mời bé đó dâng lên đây. Đấy. Rồi cho thầy mượn thêm một microphone nữa. Rồi các con cho mà máy quay phim xong chưa? Máy xong chưa? Xong chưa? Rồi cho một tràng vỗ tay thật là lớn nha. Kính thưa tất cả các cháu mầm non và thiếu nhi tham gia chương trình khóa tu Búp Sen Từ Bi do chùa Giác Ngộ tổ chức vào chiều thứ bảy lúc 12:30 mỗi tuần. Kính thưa tất cả các bậc phụ huynh, chương trình Búp Sen Từ Bi đó là nhịp cầu giúp cho các cháu mầm non tuổi lên 3 và các cháu thiếu nhi đó đến tuổi 13 đến chùa sinh hoạt tu học. Do không gian của chùa Giác Ngộ có giới hạn, mỗi tuần á chùa chỉ tiếp nhận được khoảng 450 cháu thôi. Thì các cháu được chia làm hai nhóm. Nhóm 3 tuổi đến 7 tuổi thì sinh hoạt ở lầu 3, 7 tuổi đến 13 tuổi thì sinh hoạt ở lầu 1. Thì năm nay đó, cộng đồng Phật giáo Việt Nam trên toàn cầu đón nhận sự vinh dự lớn khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam làm nước đăng cai Đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc lần thứ 16 tại chùa Tam Chúc, tỉnh Hà Nam, Việt Nam từ ngày 11 đến 14 tháng 5 2019. Đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc vừa khép lại cách đây 3 ngày và hôm nay là ngày 14 tháng 4 năm Kỷ Hợi, tức là chỉ còn có chưa đầy một ngày nữa là trăng tròn Ve Sắc rằm tháng 4 được diễn ra. Chính thức cộng đồng Phật giáo toàn cầu, trong đó có cộng đồng Phật giáo Việt Nam, sẽ trọng thể tổ chức đại lễ Ve Sắc mừng Đức Phật đản sinh, Đức Phật thành đạo và Đức Phật nhập Niết Bàn. Để chào mừng sự kiện này đó, thì ngày hôm nay tại chánh điện của chùa Giác Ngộ có một bé mà tôi đoán rằng là chắc khoảng chừng 4-5 tuổi thôi, sẽ cho chúng ta một trải nghiệm về việc bé ấy thuộc được bài kinh Phúc Đức, vốn là bài kinh mà các cháu mầm non và thiếu nhi á đến sinh hoạt tại chùa Giác Ngộ thường đọc tụng. Con hãy cho mọi người biết con tên gì. Dạ thưa thầy, con tên là Từ Vi. Từ Vi năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ con 5 tuổi. Con đến chùa Giác Ngộ sinh hoạt được bao nhiêu lần rồi? Con đi nhiều lắm hả? Có nhớ bao nhiêu lần không? Không nhớ hả? Ai dẫn con đi? Dạ mẹ. Nhà con ở đâu? Dạ cầu Bà Ta. Nhà con ở đâu? Nhớ địa chỉ không? Ở quận mấy? Quận 8. Quận 8 hả? Mỗi lần đi mẹ con chở bằng xe đạp hay là xe Honda? Dạ xe Honda.
Từ lúc mà biết đến chùa Giác Ngộ đến giờ đó, con có vắng buổi sinh hoạt nào không? Dạ không. Dạ hả? Con đến chùa Giác Ngộ sinh hoạt với các bạn và các anh chị, con thấy có vui không? Dạ vui. Vui sao mặt con không cười? Lên đây khóc quá hả? Có run không? Không có run hả? Trong thời gian sinh hoạt con thuộc được bài kinh nào không? Dạ. Con thuộc được bài kinh nào? Kinh Phước Đức hả? Bây giờ con đọc tụng cho các bạn và các anh chị nghe đoạn kinh này được không? Và cho bầu tràng vỗ tay thật là lớn để tán dương tinh thần của Tường Vi. Rồi bây giờ bắt đầu con đọc cho tất cả mọi người cùng nghe nha. Dạ thưa thầy, con xin đọc kinh Phước Đức. Phương pháp thứ nhất là đánh xa kẻ xấu ác, được thân cận người hiền, tôn kính bậc đáng kính, là phước đức lớn nhất. Phương pháp thứ hai là sống trong môi trường tốt, được tạo tác nhân lành, được đi trên đường chánh, là phước đức lớn nhất. Rồi, cảm ơn con chờ chút xíu. Ở đây các bạn có thuộc không? Nếu thuộc á, thì cùng đọc theo nha. Bây giờ là con đọc phương pháp thứ ba nha. Rồi bây giờ thì mời tất cả các bạn có mặt ở trong chánh điện chùa Giác Ngộ cùng đọc theo. Mời con đọc. Phương pháp thứ ba là có học có nghề hay, biết hành trì giới luật, biết nói lời ái ngữ, là phước đức lớn nhất. Pháp thứ tư là được cung phụng mẹ cha, yêu thương gia đình mình, được hành nghề khích hợp, là phước đức lớn nhất. Đọc lớn lên nữa. Phương pháp thứ sáu là chánh không làm điều ác, không say sưa nghiệm ngập, tinh cần làm việc lành, là phước đức lớn nhất. Phương pháp thứ bảy là biết kim cung lễ độ, biết đủ và nhớ ơn, không bỏ dịp học đạo, là phước đức lớn nhất. Phương pháp thứ tám là bị khớp quá quên rồi hả? Rồi con đọc lại coi. Phương pháp thứ tám là phương pháp thứ tám là rồi có bạn nào nhắc tuồng không? Phương pháp thứ 8 sao con? Rồi nếu con quên phương pháp thứ 8 thì đọc phương pháp thứ 9 đi. Phương pháp thứ 9 là phương pháp thứ 9 là sống tinh cần, sống thân cận bố thí. Đông người quá cho nên cháu Tường Vi đã bị rung, cho nên là quên phương pháp thứ 8, phương pháp thứ 9 và phương pháp thứ 10. Dù sao đi nữa thì dầu chỉ mới có 5 tuổi đầu và hoàn toàn không được sắp xếp trước, thầy mời lên đột xuất, cho nên là thiếu sự chuẩn bị, mà cháu Tường Vi cũng đã đọc được 7 phương pháp trên 10 phương pháp, thì đó cũng là điều rất đáng được tán dương. Và bên dưới thì thầy nhận thấy tất cả các con cũng đã đọc theo được, có nghĩa là cũng có nhiều bạn mầm non và thiếu nhi đã thuộc được nội dung của kinh Phước Đức. Thì về sau này khi các con lớn lên, các con sẽ thấy rất rõ trong kinh Phước Đức với 10 phương pháp chi tiết hóa ra thành lập 38 phẩm chất sống, hay còn gọi là giá trị sống. Thì mỗi một phẩm chất sống trong 38 phương pháp này đó sẽ giúp cho chúng con có được hạnh phúc,
mang lại bình an cho chính mình, cha mẹ, người thân thương, và tương tác tích cực cho cộng đồng và xã hội. Cho nên các con cố gắng thuộc bài kinh này nha. Con cố gắng nha. Thì bây giờ tất cả hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn để tán dương Tường Vi. Và ngày hôm nay và ngày mai đó là đại lễ Phật Đản diễn ra trên toàn cầu. Vào giờ phút này tại chùa Giác Ngộ thì con có cảm xúc gì không? Con chia sẻ cảm xúc của con như thế nào? Con cảm thấy như thế nào vào giờ phút này? Con vui lên hả? Rồi ngoài cái vui ra còn gì nữa? Rồi thôi cố gắng siêng năng đi chùa nhiều hơn nha. Rồi tất cả cho một tràng vỗ tay thật lớn nào. Rồi mời con này trở về chỗ ngồi. Kính thưa các quý Phật tử, như quý vị vừa chứng kiến, cháu Tường Vi 5 tuổi tham gia sinh hoạt khóa Búp Sen Từ Bi, cũng như các bạn đồng nhóm lứa tuổi khác, thì các cháu đã học được các kỹ năng sống, rồi phẩm chất sống, về nhà đã trở nên ngoan ngoãn với cha mẹ, lắng nghe lời thầy cô giáo, tôn kính người lớn tuổi, sống hòa thuận, hợp tác, cởi mở, chân thành với bạn bè và mọi người xung quanh. Với tư cách là chủ trì chùa Giác Ngộ, cũng là trưởng ban tổ chức của các chương trình tu học tại chùa Giác Ngộ hàng tuần, thứ bảy dành cho các cháu mầm non và thiếu nhi, sáng chủ nhật dành cho trung niên và lão niên, chiều chủ nhật dành cho thanh thiếu niên, tôi rất kính mong các quý Phật tử, nhất là các bậc cha mẹ, phụ huynh, dầu bận rộn nên sắp xếp thời gian đưa con cháu của mình đến chùa Giác Ngộ sinh hoạt tu học, để quý vị có được những người con thảo, cháu hiền với tương lai tươi sáng, hạnh phúc và hiện tại, và đỗ đạt rất cao trong các kỳ thi. Được như thế đó thì quý vị khỏi phải lo lắng cho con em của mình, tập trung vào công việc làm ăn, tăng trưởng kinh tế, phát triển sự thịnh vượng theo hướng bền vững, để góp phần chia sẻ các phước báo đạt được của mình cho các mảnh đời kém may mắn hơn. Chúc tất cả các bậc phụ huynh và các cháu mầm non, thiếu nhi và cộng đồng Phật tử thế giới, cộng đồng Phật tử Việt Nam, mùa Phật Đản Vê Sắc Liên Hiệp Quốc lần thứ 16 năm 2019 này tràn đầy an lạc, hanh thông, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Và chiều nay đó bắt đầu vào lúc 6